Hello anh em, hôm nay mình sẽ quay quán cà phê TT ở phường 7 cho anh em xem nha. Vị trí quán này rất là thoáng mát nha anh em. Đây nhà lá nè, rất là mát, không có nóng. Phía trước là công ty xí nghiệp đường Vị Thanh Casuco. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha, để mình có động lực đi quay, đi uống cà phê, quay quán cho anh em xem.